vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, từ lâu, chuối chín đã được biết đến là loại siêu quả rất giàu kali, vitamin và khoáng chất. Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ có chuối chín mới có tác dụng tốt, còn chuối xanh thì không nên, chẳng để tâm lắm đến loại quả này. Tuy nhiên thì các chuyên gia dinh dưỡng đã chứng minh ngược lại. Theo các nghiên cứu, chuối xanh có thể giúp bạn phòng ngừa được nhiều căn bệnh nguy hiểm như tiểu đường, tim mạch và thậm chí là cả ung thư. Đặc biệt là chuối xanh luộc, món ăn dân dã đã quá quen thuộc, thế nhưng lợi ích của chúng thì không phải ai cũng biết. Vậy cụ thể, chuối xanh còn đem lại những lợi ích gì mà chúng ta chưa từng biết đến? Sử dụng chuối xanh như thế nào để mang được những công dụng thần kỳ đó? Quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thứ nhất, ăn chuối xanh tốt cho tim mạch. Chuối xanh là thực phẩm rất giàu kali, một loại khoáng chất có tác dụng duy trì và ổn định huyết áp, cải thiện chức năng thận, loại trừ những yếu tố nguy cơ dẫn tới bệnh đau tim và đột quỵ. Thứ hai, chuối xanh giúp giảm cân. Hàm lượng chất xơ cao có trong thành phần của chuối xanh có khả năng làm sạch ruột, loại bỏ các tế bào chất béo không mong muốn và các tạp chất ra khỏi cơ thể. Chính vì vậy, ăn chuối xanh hàng ngày sẽ giúp giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, chuối xanh cũng tạo cảm giác no lâu sau khi ăn, bạn sẽ không bị đói, ngăn ngừa tăng cân và các rối loạn khác. Thứ ba, chuối xanh giúp cải thiện tiêu hóa. Chuối xanh rất giàu hàm lượng chất xơ và tinh bột, chúng có thể dễ dàng đi qua và làm sạch đường ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Chuối xanh giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và hệ tiêu hóa vì chúng kích thích lợi khuẩn probiotic tăng trưởng, làm thông đường ruột và ngăn chặn các chứng bệnh liên quan. Ngoài ra, trong bột chuối xanh còn chứa rất nhiều tannin có tác dụng làm khô phân, đồng thời nó cũng chứa muối để có thể bù đắp lượng muối của cơ thể đã bị mất trong quá trình điều trị bệnh tiêu chảy. Thứ tư, chuối xanh có tác dụng ngăn ngừa tiểu đường. Trong thành phần của chuối xanh rất giàu vitamin B6, loại vitamin này có vai trò quan trọng hơn trong 100 phản ứng enzyme của cơ thể. Những phản ứng này rất cần thiết cho sự hình thành hemoglobin, loại protein vận chuyển oxy hiệu quả, đồng thời có tác dụng hỗ trợ và kiểm soát lượng đường trong máu. Chuối xanh còn có tác dụng làm giảm khả năng hấp thụ glucose của tế bào và làm giảm nồng độ insulin trong cơ thể. Do vậy, chuối xanh được coi là thực phẩm rất có lợi. Thứ năm, chuối xanh phòng ngừa ung thư đại tràng. Một số nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng chuối xanh có thể giảm nguy cơ ung thư đại tràng vì chuối xanh giúp giữ cho đại tràng và hệ tiêu hóa khỏe mạnh nhờ khả năng loại bỏ các độc tố ở thành ruột. Thứ sáu, chuối xanh mật ong chữa đau dạ dày. Nguyên liệu: chuối tiêu xanh, non, bạn nên đảm bảo chất nhầy vẫn còn phía trong. Mật ong nên sử dụng mật ong nguyên chất chưa pha đường. Cách làm: chuối tiêu sau khi tước bỏ vào ngoài thì đem ngâm vào nước cốt cho bớt nhựa và chát. Bạn thái chuối thành lát mỏng, phơi khô và nghiền thành bột. Trộn bột chuối với mật ong, vo thành viên tròn nhỏ, cất nơi khô thoáng, để dùng dần. Hoặc bạn có thể sử dụng bột chuối này pha với mật ong, nước ấm và uống hàng ngày. Thứ 7. Chữa mất ngủ. Dùng duy nhất nguyên liệu chuối xanh để pha thành trà là cách thức chữa mất ngủ đơn giản nhất, vừa tiết kiệm tài chính vừa giúp bạn ngăn cản tiến trình lão hóa diễn ra sớm. Cũng tương tự như một số loại trà thảo mộc khác, sự xuất hiện của trà, chuối xanh trong vai trò quan trọng của việc loại bỏ lượng độc tố tồn dư trong cơ thể. Nhờ vậy mà hoạt động của hệ tiêu hóa và tim mạch dần được củng cố. Cách thứ nhất, chữa mất ngủ bằng trà chuối xanh. Cách thực hiện: đầu tiên, bạn chỉ cần chuẩn bị một quả chuối xanh, cắt bỏ hai phần đầu của nó rồi đem ngâm với nước muối loãng trong khoảng 10 phút để loại bỏ phần nhựa dính từ vỏ chuối. Sau đó bạn cắt chuối thành khúc nhỏ và cho vào nồi cùng 500ml nước lọc. Bắc lên bếp, đun sôi ở mức lửa nhỏ khoảng 15-20 phút. Đun càng lâu thì chuối sẽ tiết ra nhiều dưỡng chất có lợi hơn. Chờ cho nước nguội hẳn thì bạn lọc qua dây để loại bỏ bã là có thể dùng được. Bạn có thể không quen với vị hơi nhẫn của trà trong lần đầu uống thử, thế nhưng nếu kiên trì áp dụng thì sẽ thu được kết quả tích cực hơn. Cách thứ hai là điều trị mất ngủ bằng chuối xanh kết hợp với bột quế. Theo một số tài liệu đông y cho thấy, quế là nguyên liệu có tính ấm, có nồng độ cay nồng nhẹ. Khi kết hợp sử dụng chuối xanh, các nguyên liệu này có tác dụng ngăn chặn hiện tượng thiếu hụt lượng máu vận chuyển đến não bộ, từ đó giúp bạn xua tan cảm giác đau đầu triền miên trong thời gian ngắn và thoát khỏi tình trạng ngủ không sâu giấc. Cách thực hiện: ngâm một quả chuối xanh đã cắt bỏ hai đầu trong nước muối pha loãng để rửa sạch bụi bẩn và khử phần nhựa dính quanh vỏ trong khoảng 10 phút. Kế đến, bạn cắt chuối thành các khúc nhỏ, cho vào nồi cùng 500ml nước lọc, điều chỉnh lửa nhỏ khi đun nước chuối trong khoảng 15-20 phút. Tắt bếp, bạn dùng dây lược để loại bỏ các phần xác, rồi nhanh tay hòa tan 10g bột quế vào nước chuối. Uống phần nước này trước khi đi ngủ tầm 1 tiếng. Nếu muốn phát huy công dụng chữa mất ngủ tối đa, bạn có thể ăn nốt phần chuối đã luộc chín. Tuy nhiên, phương pháp này không phù hợp khi sử dụng đối với những ai đang bị cao huyết áp hoặc các bệnh liên quan về gan.
Thứ ba, cách kết hợp chuối và mật ong để khắc phục chứng mất ngủ. Không chỉ hỗ trợ rất nhiều trong việc dưỡng da hay tạo nên vị ngọt thanh tự nhiên cho các món bánh, trong đông y, nguyên liệu mật ong còn được sử dụng để bào chế các loại thuốc cải thiện tình trạng đầy hơi, khó tiêu. Nhờ vào đặc tính kháng khuẩn cao, việc kết hợp mật ong với chuối xanh sẽ giúp bạn tránh được hiện tượng mất cân bằng lượng khí âm và dương trong cơ thể, giải tỏa bớt căng thẳng, giúp bạn dễ lấy lại sự tỉnh táo sau khi ngủ dậy. Công thức mật ong kết hợp với chuối xanh vừa có tác dụng an thần, vừa hỗ trợ ổn định hệ tiêu hóa. Cách thực hiện: chuẩn bị một quả chuối xanh cỡ vừa, sau đó bạn tiến hành cắt bỏ hai đầu của quả, gọt bỏ vỏ rồi ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút. Cắt chuối thành nhiều lát nhỏ sau khi rửa sạch và đem phơi khô qua nhiều ngày nắng. Kế đến, đa số chuối vừa phơi nghiền nát thành bột. Bảo quản bằng cách cho bột vào lọ thủy tinh, đậy kín. Mỗi ngày lấy ra dùng khoảng 2 muỗng cà phê bột chuối trộn với 2 muỗng cà phê mật ong. Bạn nhớ kèm với một chút nước ấm để giảm độ đặc cho dễ uống và cũng không nên dùng trong lúc đói bụng. Quý vị thân mến, chúng ta không thể phủ nhận rằng những lợi ích mà chuối đem lại cho sức khỏe là tuyệt vời. Thế nhưng việc sử dụng chuối sai cách có thể là nguyên nhân gây ra nhiều triệu chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Vậy nên để tránh được những sai lầm nguy hiểm đó, khi ăn chuối quý vị cần lưu ý những sai lầm sau đây để bảo vệ sức khỏe của cả gia đình mình. Đầu tiên là những đối tượng nên hạn chế ăn chuối. Thứ nhất, người đang bị đau đầu. Những thành phần của chuối chứa thiamin và axit amin có thể làm giãn mạch máu, nhất là những trái chuối quá chín sẽ có hàm lượng chất này cao hơn. Khi bạn đang chịu cơn đau đầu thì tốt nhất là không nên ăn, vì nếu ăn, chúng sẽ khiến cơn đau của bạn kéo dài, chịu nhiều tổn thương cho sức khỏe. Thứ hai, người bị bệnh tiểu đường, tim mạch. Với những người đang gặp vấn đề với bệnh tiểu đường loại 2 thì tuyệt đối không nên ăn chuối chín vì nó sẽ làm tăng lượng đường trong máu của bạn. Ngoài ra, với những người mắc bệnh nhân tim mạch, thường phải sử dụng một loại thuốc chẹn beta làm cho hàm lượng kali trong máu tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của bạn. Thứ ba, người mắc bệnh dạ dày. Đau dạ dày ngày càng phổ biến trong cuộc sống của con người, bệnh lý thường xuyên gây ra một số triệu chứng khó chịu như ợ chua, ợ hơi, đau rát thượng vị, buồn nôn, đầy bụng, khó tiêu, axit trào ngược. Theo cảnh báo của Bộ Y tế, nếu không chữa trị nhanh chóng thì bệnh lý này có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, trong đó có ung thư dạ dày. Đa số các bác sĩ tiêu hóa khuyên rằng người đau dạ dày nên thường xuyên bổ sung chất xơ, vitamin, khoáng chất tốt cho sức khỏe từ rau củ và trái cây. Tuy nhiên, không phải loại trái cây nào cũng có tác dụng tốt cho cơ thể. Vậy người đau dạ dày có nên ăn chuối hay không? Câu trả lời là nếu như bạn đang có bệnh về đường tiêu hóa, thì dạ dày bạn không nên ăn chuối, bởi nếu bạn ăn chuối dễ làm cho bệnh tình thêm tăng nặng. Ngoài ra, bạn tuyệt đối không ăn chuối khi bụng đói, bởi vì khi ăn vào sẽ có cảm giác bị cồn cào hoặc đau bụng. Thứ tư, người đang tiêu chảy. Nếu bạn bị tái tháo đuổi thì nên hạn chế ăn chuối. Bởi nhiều người cho rằng ăn chuối có thể giúp nhuận tràng, thông tiện. Nếu bạn ăn chuối sẽ khiến cho tình trạng tiêu chảy càng thêm nặng nề hơn, khiến cho sức khỏe suy kiệt. Ngoài ra, quý vị cũng cần lưu ý những sai lầm khi ăn chuối ngay sau đây. Thứ nhất, ăn chuối buổi sáng. Rất nhiều người có thói quen là ăn chuối vào buổi sáng với suy nghĩ ăn lúc này thì tiêu hóa sẽ tốt hơn. Thế nhưng thực tế thì chúng ta không nên ăn chuối vào buổi sáng hoặc khi cần tỉnh táo. Bởi trong chuối có chứa chất gây buồn ngủ là serotonin. Loại chất này sẽ ngay lập tức khiến bạn rơi vào trạng thái ngáp ngủ, mệt mỏi, không tỉnh táo, thiếu tập trung, dẫn đến hiệu quả công việc kém. Vậy nên bạn hãy thử nghĩ lại xem, bình thường khi ăn chuối bạn có thường bị buồn ngủ hay không, để từ đó điều chỉnh và ăn vào thời điểm thích hợp hơn. Sai lầm thứ hai, ăn chuối quá chín hay chuối để lâu. Rất nhiều người khi mua chuối về thường để lâu cho chín thật kỹ thì mới ăn, nhưng khi chuối bị mềm nhũn chỉ vì tiếc tiền nên đã tiếp tục ăn. Thế nhưng các chuyên gia khuyên rằng bạn cũng không nên ăn chuối chín và chuối để lâu bởi hàm lượng những chất như tiramin và axit amin sẽ tăng lên rất cao, gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Tốt nhất là bạn chỉ nên ăn chuối vừa chín tới. Sai lầm thứ ba, ăn quá nhiều chuối. Chuối là loại quả có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, kali và vitamin dồi dào, phong phú, giúp bạn tăng cường calo, làm đẹp da, mắt sáng tinh anh hơn. Tuy nhiên, không phải cứ tốt thì ăn càng nhiều càng tốt đâu các bạn nhé. Nếu bạn ăn chuối quá nhiều, lượng vitamin B6 từ chuối và các thực phẩm khác có thể sẽ được nạp vào cơ thể quá nhiều, khiến bạn béo phì, thừa cân, gây tổn hại đến sức khỏe. Theo các chuyên gia thì bạn chỉ nên ăn 2 quả chuối mỗi ngày, vì nếu nạp quá nhiều chuối vào cơ thể sẽ gây ra tình trạng rối loạn vitamin và khoáng chất. Bạn cũng nên cân bằng việc ăn chuối phù hợp với thể trạng sức khỏe của mình để hấp thu tối đa những dinh dưỡng mà loại quả này mang lại. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích dành cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.